Chào các bạn. Chương trình cà phê nói chuyện về thị trường chứng khoán. Mình làm những cái video ngắn ngắn nói về những cái chủ đề nhỏ liên quan tới thị trường chứng khoán nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán cũng như là nâng cao cái năng lực đầu tư. Cái bài này mình nói về cái chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2023-2030 đó mà chính phủ vừa ban hành, thì trong đó có cái vấn đề nâng hạng. Nâng hạng thì mình đã nói rồi ha. Cái việc của các bạn là quan tâm đến nâng hạng và chu kỳ thị trường, tức là trong một cái chu kỳ tăng giá sắp tới, đó là một cái chu kỳ lớn, gần như chắc chắn thị trường sẽ tăng khá là mạnh trong giai đoạn này. Nếu mà vào được MSCI năm 2026 hoặc 2027 thì thị trường chứng khoán sẽ là năm bùng nổ. Thì với cái chủ đề mà vào FTME thì mình không nói. Nếu mà vào được cái MSCI thì trên thế giới chúng ta thấy nhiều nước vào thị trường chứng khoán mới nổi, mà từ MSCI thì chúng ta thấy có những nước tăng giá tối thiểu cũng 35-40%, mà có những nước tăng nhiều, trong một con sóng lớn có thể nó tăng 80-150%, tăng khủng khiếp khi vào MSCI. Còn đối với phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2030 thì ví dụ như con số tài khoản hiện nay 7 triệu thì mục đích 11 triệu tài khoản thì chắc 1 năm, 2 năm là đạt được. Đếm số người, đếm số tài khoản không có ý nghĩa. Với có cái việc quan trọng các bạn, đó là đưa hết cổ phiếu về sàn hô. Đưa hết cổ phiếu về sàn hô và phân bản, tức là tất cả các cổ phiếu giao dịch ở sàn hô hết đó. Và phân bản ra là phân các cái loại giống như là tiêu chuẩn 1, tiêu chuẩn 2, tiêu chuẩn 3 vậy đó, ví dụ vậy. Thì đưa hết về sàn hô nó mới có một cái thị trường có vốn hóa tổng cộng. Thì như vậy chúng ta thống nhất một thị trường. Trước đây chúng ta làm hai cái sở giao dịch chứng khoán, trong khi thì so với các nước trên thế giới thì bé tí à. Đó. Cái việc phân bản này là nó nằm gọn lại theo cái KRX ấy, cho nó tiện không? Thì cái này cũng là một cái chắc phải đến 2025 mới hoàn thành. Thì thống nhất một cái sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên các bạn, tôi thấy có một cái thiếu sót ở đây là khá là lớn. Đó là tổ chức, ví dụ tổ chức tổng công ty lưu ký. Ví dụ thế, tổng công ty lưu ký nên là một công ty cổ phần. Nên là một công ty cổ phần. Ví dụ như chính phủ có thể nắm cái vốn khoảng 51%. Còn lại 49% thì đại chúng hóa nó ra. Để anh chi? Tức là đã khi, một khi mà trở thành công ty cổ phần rồi thì mọi cái khuất mắc phát triển thị trường, nó mọi cái giải pháp nó đều được thực hiện rất là nhanh. Thứ nhất nhanh, thứ hai nó minh bạch. Rồi, còn riêng ví dụ như các sở giao dịch chứng khoán
cũng nên tổ chức là một công ty cổ phần, có thể là nhà nước, chính phủ nắm giữ khoảng 65 hoặc là 51%. Thì khi mà tổ chức thành một công ty cổ phần, đại chúng nó ra, thì những cái thay đổi, những cái thay đổi về công nghệ hay này kia sẽ được làm rất là nhanh chóng. Ví dụ như một cái hệ thống giao dịch chẳng hạn, cải tiến chẳng hạn, thì là được làm rất là nhanh. Cái đó là một cái mà trước đây trong cái chiến lược phát triển thị trường thì đã có tổ chức thành công ty cổ phần, nhưng mà đến nay thì không thấy. Có một cái điều đặc biệt quan trọng mà trong cái chiến lược phát triển thị trường năm 2030 có đề cập đến, nhưng mà không được tách thành một cái vế chính, đó là để thị trường chứng khoán mà bền vững, ổn định hơn thì phải bắt buộc phải phát triển nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đó. Chúng ta thấy các cái nước phát triển hoặc là những cái nước mới nổi, tức là hóa rồng trong những thập niên gần đây đó. Thì những cái nước này phát triển thị trường chứng khoán tập trung rất là mạnh vào cái việc phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp, tức là các cái tổ chức đầu tư, các cái quỹ rất là lớn để giảm cái lượng nhà đầu tư cá nhân xuống, giảm xuống. Thì bản chất ở đây có một cái điều nó liên quan tới luật pháp mà có thể là cả quốc hội thông qua đó. Đó là cái điều rất quan trọng, đó là những cái công ty đầu tư chuyên nghiệp hay là những cái công ty quản lý danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ vân vân, thì chúng ta thấy cái nguồn tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán thực chất mà nói là đầu tư vào nền kinh tế, vào nền kinh tế. Thì thay vì khuyến khích người dân trực tiếp lập công ty hay là sản xuất kinh doanh, đó cũng là một cách, đúng không? Còn các cái nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tư trên thị trường chứng khoán thì thực chất cũng là kinh doanh, chẳng qua bỏ vốn gián tiếp thôi, vốn gián tiếp, nhưng cái vốn đó cũng chạy vào sản xuất kinh doanh. Như vậy thực chất nó là sản xuất kinh doanh, và cái vốn nó chạy vào sản xuất kinh doanh rồi, đúng không? Thì tại doanh nghiệp thì người ta đã đóng thuế, nên những cái công ty mà đầu tư chuyên nghiệp ở trên thị trường chứng khoán thì không nhất thiết phải thu thuế, và cái nguồn tiền này thì đầu tư vào nền kinh tế thì thu thuế làm gì nữa. Đầu tư vào doanh nghiệp thì doanh nghiệp đã đóng thuế. Thành ra ở đây có một cái bước lớn, đó là lâu nay thị trường chứng khoán không phát triển được nhiều nhà đầu tư tổ chức thì nó liên quan đến những chính sách như vậy. Đó. Trong chiến lược phát triển thì không thấy nhắc đến. Đó. Một thị trường chứng khoán mà 95% là nhà đầu tư cá nhân như thế này thì nó không ổn. Lâu dài nó không ổn, nó sẽ biến động rất là lớn. Thành ra đó, đây là một cái thiếu sót, nó phải là một cái thành tố quan trọng của thị trường, nhất là phát triển thật là nhiều quỹ đầu tư, rồi phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp. Như thế thì thị trường
nó ngày càng lớn hơn. Với cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó có một cái bất cập nữa, đó là cái tỷ lệ doanh nghiệp bất động sản và tài chính nó chiếm quá lớn, chiếm quá lớn, chiếm 2/3 thị trường. Thành ra cần phải tập trung đưa những cái công ty sản xuất kinh doanh lên niêm yết, những cái công ty lớn về sản xuất kinh doanh tập trung đưa lên niêm yết. Chính phủ phải khuyến khích những công ty này lên, không làm cho hàng hóa thị trường ngày càng chất lượng hơn và nó đại diện tốt hơn cái nền sản xuất. Chứ hiện nay là toàn tài chính với bất động sản không. chỉ có hai nhóm này thôi. Đó. Là cái này là một cái điều gì đó nó rất là nghiêm trọng. Nó nghiêm trọng ở đâu? Thì chúng ta thấy so với các nước mà nói chung phát triển hơn Việt Nam chúng ta, thì cái tỷ lệ đó rất thấp. Cái tỷ lệ công ty niêm yết so với niêm yết mà tài chính với bất động sản so với các nước đó thì nó thấp lắm các bạn, rất thấp. Nó chỉ đâu đó khoảng 10-30% thôi. Đó. Nên thị trường chứng khoán Việt Nam nó có một cái lệch pha rất là nghiêm trọng chỗ này. Tức là các cái công ty sản xuất thì cái tỷ lệ trên thị trường nó thấp quá, quá thấp, cần phải tăng lên. Cái điều này nó cũng đại diện cho cái rủi ro của thị trường rất lớn. Đó. Đó. Ví dụ những cái tập đoàn sản xuất lớn hiện nay đều không niêm yết, đều không niêm yết các bạn. Đó. Thành ra đối với cái việc phát triển thị trường chứng khoán các bạn, các bạn cũng hiểu những cái chuyện như thế này để chúng ta nắm thật rõ, hiểu rõ thị trường chứng khoán, hiểu rõ cả kinh tế vĩ mô các bạn thấy. Thì trong cái giai đoạn mà 2023 2030 thì các bạn thấy cái điều quan trọng nhất vẫn là cái mục tiêu vào MSCI. Khi vào MSCI rồi chúng ta sẽ thấy cái lượng tiền đầu tư đổ từ nước ngoài vào Việt Nam nó sẽ là rất lớn. Thì các bạn cứ tính đâu đó về lâu dài nó khoảng 20 tỷ đô la riêng vào cái thị trường mới nổi thôi, nó khoảng 20 tỷ đô. Thì 20 tỷ đô thì các bạn biết cái đó, nó chiếm đâu đó cũng từ 7-10% GDP, lớn lắm không phải nhỏ đâu. Và từ từ chính phủ sẽ nhìn nhận cái và phát triển cái thị trường chứng khoán là một cái đại diện vốn trong nền kinh tế, nó mang tính chất dài hạn. Còn ngân hàng không thể nào tài trợ vốn dài hạn được. Đó, cái đó là rất là rủi ro. Và thị trường chứng khoán sẽ tài trợ cái đó. Như vậy nói về thị trường vốn của Việt Nam chúng ta, thì trong cái giai đoạn khoảng 2026-2027 thì nó sẽ là có một cái bước thay đổi lớn. Một thay đổi rất lớn. Đó, các bạn lưu ý, coi như trong cái quá trình phát triển thị trường chứng khoán để cho tới cái lúc lên mới nổi đó là một cái giống như là một cái giai đoạn mà nó có 3 giai đoạn chẳng hạn, thì Việt Nam chúng ta sẽ hoàn thành giai đoạn thứ nhất.
Giai đoạn thứ hai là Việt Nam chúng ta sẽ bước lên một cái nước có thu nhập khá, tức là chúng ta hiện đại hóa đất nước. Thì giai đoạn này chúng ta sẽ thấy nó rơi vào năm 2045. 45. Tại năm 2045 thì rất có thể cái GDP đầu người của chúng ta nó sẽ nằm ở đó khoảng khoảng 20.000 đô. 20.000 đô một người một năm. Như vậy là so tới lúc này so với các nước mà hóa ròng sớm đó, thì chúng ta đã đạt được cái giá trị đâu đó thì ở năm 2045 là giống như chúng ta đạt được cái giai đoạn 2 vậy đó. Giai đoạn 2. Và khi thu nhập bình quân đầu người của chúng ta mà lên được ngang tầm với các cái nước mới nổi, tức là những cái nước hóa ròng đó, thì nó phải đạt ở cái mức từ 50.000 đến 60.000 đô la một người một năm. Đó, là coi như xem như là bước sang một cái nước phát triển rồi đó, cái kiểu như vậy. Thì chúng ta cần vài chục năm nữa, nó khá xa. Như vậy, chúng ta nhìn như vậy chúng ta sẽ thấy đối với thu nhập bình quân đầu người của chúng ta hiện nay nó đâu đó khoảng 5.000 đô la mà đến 50.000 đô la đầu người một năm, thì có nghĩa là cũng có nghĩa là cái thị trường chứng khoán của chúng ta nó phát triển 10 lần nữa. Nó tăng trưởng 900%. Đó, nó nhìn như thế. Như vậy các bạn thấy tiềm năng của thị trường chứng khoán là còn rất lớn. Rất lớn. Rất lớn. So với cái thị trường bất động sản. Thì cái thị trường bất động sản nó sẽ vào cái giai đoạn bão hòa. Chúng ta đọc một cái nghị quyết của Bộ Chính trị chúng ta sẽ thấy có nhiều lần Bộ Chính trị yêu cầu là phải thu thuế bất động sản đó. Thì cái này chưa được thực thi, sau này sẽ thực thi. Đó, và chúng ta nhìn mối tương quan giữa thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán, chúng ta sẽ thấy cái thị trường chứng khoán còn tiềm năng rất lớn. Những gì chúng ta đạt được cho tới thời điểm này nó đâu đó nó chỉ khoảng 10% mục tiêu thôi. Những gì chúng ta có đang là một, và còn chín chín cái nấc thang nữa nó phải đi qua. Thành ra cái tiềm năng là rất là lớn. Rồi chúc các bạn năm mới thắng lợi mới. Đối với thị trường chứng khoán năm 2024 thì có thể cái mức tăng trưởng của nó thì đâu đó 15-17% thôi. Thì với cái mức tăng trưởng như vậy thì cái NAV mục tiêu của các bạn thì chỉ nên tăng trưởng ở cái mức 30 tới 40% là rất thành công, gấp đôi gấp ba thị trường. Rồi xin cảm ơn các bạn.